quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Vẽ lên một vạch rồi, xử thử bờ xem nào. Đấy, đấy, lên rồi cô bác này. Và bây giờ thì có thể nói là cái pin nó còn đang yếu, cho nên là nó sẽ không có được sáng mạnh cho lắm. Nhưng mà cái góc học tập của các em thì sẽ sáng rồi cô bác nhá. Cháu được xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì hôm nọ thì bác Vương Kim Thanh có nhờ cháu Lực là mua cho các em một cái bàn học này và một cái bàn đèn và một cái đèn năng lượng mặt trời nữa này. Hôm nay thì người ta cũng đã giao lên cho cháu Lực rồi. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ xuống nhà các em là lắp cái đèn năng lượng mặt trời này cho các em, để cho cái ngôi nhà của các em sẽ được sáng hơn này cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng theo dõi hết video ạ. Cái đèn này thì cũng khá là nhẹ thôi cô bác, rơi đâu đó khoảng tầm là 5 cân thôi. Thưa cô bác, hôm qua thì chắc là mưa to, thành ra là nó lại bị nước nó quấn đi, thành ra nó bị xói mòn. Ở đây nếu mà cái không muốn mà nó bị xói mòn như này thì cái phần này là phải đào ra hết đó. Đào ra cho nó bằng phẳng đi thì nước nó mới trôi, nó mới không có bị trôi theo cái đường và nó sẽ không có bị xói mòn luôn này. Vừa rồi thì cháu Lực có điện cho em Sử là bảo là cháu Lực đang lấy đèn lên lắp cho các em. Các em có ở nhà không? Thì em Sử trả lời cháu Lực bảo là đang ở nhà cô bác. Trời thì chuẩn bị như kiểu là sắp mưa ra rồi. Tối đen rồi. Có vẻ nhìn thấy bóng dáng của em Sử một chút rồi đó. Đứng ở đấy luôn à? Đấy luôn à? Hải có ở nhà không? Hải cũng ở nhà à? Ở khuôn đá nhá nè. Sử biết này là cái gì không? Hả? Không biết đâu à? Có anh cầm một tí nhá. Đây. Cháu Lực thì vừa cầm máy quay ghi hình và vừa bác thì hơi mỏi tay một chút. Cháu Sử chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi. Vừa rồi cô bảo gì? Vừa rồi cô bảo gì? Đây là cô đúng không? Đây là vợ của chú, của em Sử cô bác ạ. Đây là con của chú đang chuẩn bị đi đâu đấy? Hả? Hôm qua cái mú này thì anh Trình phát cho à? Ừ. Phải không? Rất là đẹp nhỉ? Rất là đẹp đúng không? Rồi. Hôm nay thì em có đi làm gì không à Hải à Sử? Không đâu à? Chỉ ở nhà lấy cỏ thôi à? Chỉ ở nhà lấy cỏ cho lợn ăn, cho gà ăn thôi nhờ.
chó nhà các em thì lấy thả giết luôn các bác. Bây giờ thì cháu Lực lên thì không có còn sủa nữa, coi cháu Lực như là người nhà luôn thôi. Ôi, đang làm gì đấy? Làm mật ong á? Ôi dạ. Chỗ này thì được bao lít? Ở đây này cả lít này rồi. Cả tớ á? Ồ. Ở tuân pét à? Đeo khái chứ mấy. Này ở mũi người ta mai, đây đây thì lấy đâu về đấy Hải? Lấy trên rừng. Lấy trên rừng á? À đây là trên rừng xuống à? À. Đây là ông để mang đi bán hay để làm gì? Mang đi bán à? Mang đi bán à? Thế để một tí đưa anh đi, có cho anh đi bán hộ cho không? Không biết. Hả? À, hỏi ông xem nào. Bé sáng tạo. Như ta mốt vào những chồng món này. Mật ong này thì là mật ong ở rừng cô bác ạ. Hay mật ong này thì như ông đi nuôi hay là đi làm gì? Ông nuôi trên rừng ạ. Ông nuôi trên rừng á? Vâng. Có nghĩa là mình thấy tổ nó xong là mình đến lúc nào mà có mật thì mình đi lấy đúng không? Vâng. Ai. Mật ong trông rất là đặc sệt luôn này cô bác. Ở đây thì có quý cô bác nào mà muốn mua cái mật ong của em Hải với em Sử ấy cô bác thì sẽ liên hệ với cháu Lực và cháu Lực sẽ hỗ trợ các em là bán cái phần mật ong này. Vâng, sao chắc chị tiền bông cả trong chuyện này. Đây là cái sáp của nó đúng không? Vâng. À. Đây là cái sáp của mật, sáp đề sáp mật ong này. À, chỗ này thì được 2 pép rồi đấy nhỉ? Vâng. Vừa rồi vắt thì có dùng bao tay không đấy? Có ạ. Có dùng bao tay à? Dạ. À bây giờ đổ ra cho nên là không dùng đúng không? Có. À. Ông có nuôi ở xa không? Không xa đâu. Xa đâu à? Dạ. Đây, mật ong rất là đặc này cô bác. Đây mật ong màu rất là đẹp luôn cô bác nhé. Đây thì một tí nữa cháu Lực sẽ mang về là đi bán hộ các em. Ở đây thì có cô bác nào mà muốn mua mật ong của em Hải với em Sử với lại ông thì có thể liên hệ qua cháu Lực, cho cháu Lực qua cái số điện thoại ở màn hình cô bác nhé. À, Hải thử bóc cái này ra cho anh xem nào. Hải bóc ra cho anh xem nào. Đấy, chỗ này thì được hơn 2 lít một tí đấy nhờ. Hay một đậm. Đấy, bóc ra hết đi cho anh xem nào. Hải vừa đi lấy có bị đốt không? Không ạ. Không à? Ông thì có bị đốt cái nào không? Không. Cũng không bị đâu à? Ông thì hình như là bị ông đốt hay sao ấy nhỉ? Vâng. Đây mũi đỏ đỏ rồi. Ừ. Ông thì bị đốt một phát này cô bác. Tổ đấy có to không? Hải. To ạ. À. To lắm à? Vâng. À, to lắm thì được có hơn 2 lít một chút này cô bác. À, màu mật ong thì rất là đẹp luôn cô bác. Màu nó như kiểu là cái mật ong khoái đấy cô bác. Nhưng mà đây là nó là mật ong rừng. Mật này thì như kiểu là mật khoái này cô bác. Màu nó như kiểu là màu mật ong khoái. Nhưng mà ở trên này thì hay gọi, thường là gọi là mật ong hoa rừng này. Thưa cô bác,
trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Mật ong này thì một tổ thì có được 2 lít này thôi cô bác. Ở đây có quý ông bà, cô chú, anh chị nào mà muốn mua mật ong của ba ông cháu thì có thể liên hệ qua, thì có thể liên hệ với cháu Lực trên cái màn hình, trên có thể liên hệ với cháu Lực qua cái số điện thoại ở trên màn hình, và cháu Lực sẽ giúp các em là gửi những cái chai mật ong này tới tay cho, tới tay quý ông bà, cô chú, anh chị. Mật ong này thì là gọi là mình đi gặp xong là mình biết tổ nó đâu thì lúc nào mà có mật thì mình mới đi lấy đúng không? Đấy. Trên tay của các em thì là những cái chai mật ong của bác đặc xịt luôn này. Trên tay của các em thì những cái chai mật ong màu rất là đẹp luôn và trông rất là đặc xịt cô bác. Ở đây thì các em để ra cái chai này, nếu mà một tí cháu Lực sẽ mang về là hộ các em bán thì cháu Lực sẽ để vào những cái chai khác và gửi cho quý ông bà, cô chú, anh chị mà có đặt mật ong của các em. Như hai anh em thì có muốn là cho anh đi bán hộ không? Đấy, có nghĩa là anh sẽ để lên trên kênh này. Có cô bác nào mà muốn mua thì anh sẽ gửi cho cô bác. Đấy. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ cho ba ông cháu, giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Rồi, vừa rồi thì các em vắt đi cô bác găng tay như này thì hôm nọ là anh Trình mua lên đúng không? Vâng. Mua lên rồi thì các em tận dụng là những cái bao tay này để vắt ra luôn cô bác. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu, giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Rồi, đấy, cái mật ong này thì một tí nữa sẽ anh sẽ cầm về và bán hộ các em nhá. Vâng. Như ở trên rừng kia thì còn tổ nào nữa không? Có ạ. Có à? Vâng. Là nó chưa đến lúc mà thu hoạch mật đúng không? Vâng. Đấy, lúc nào mà thu hoạch thì mấy anh em mình sẽ lên trên tổ nó một lần nhá. Vâng. Đấy, ở chỉ trên rừng già à? Vâng. Ui, cái trên rừng già đi xa, tận ở chỗ trên kia à? Vâng. Ui, có thể nói những cái chai mật ong này cô bác được ông với lại em Sử, em Hải là đi lên tít trận cái chỗ mà có sương mù ấy, cô bác là lấy về để mà vắt ra xong là mang đi bán. Ở đây thì ông hay mang đi đâu bán? Xô xá bán. Xô xá bán à? À thế thì thôi, không phải đi nữa, để anh cầm đi anh bán hộ cho nhá. Đấy, rất là mong quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ ủng hộ mật ong của ba ông cháu. Còn bây giờ thì mấy anh em mình đi lắp một cái đèn năng lượng mặt trời đó nhá. Vâng. Tại hôm nay thì anh có mua cái đèn lên đấy. Vâng. Có biết là ai mua cho không? Có ạ. Đó là bác Vương Kim Thanh đấy. Vâng. Hôm nọ thì bác có nhờ anh là mua cái bàn lên cho các em rồi. Và qua đây thì cho anh xin nói là tổng thể mà bác ấy gửi cho anh nhá. Hôm nọ thì anh cũng có nói một lần rồi. Và hôm nay thì anh cũng muốn nói thêm một lần nữa là cho các em biết và tất cả quý cô bác anh chị ở trên này là cũng biết luôn. Vâng. Những cái phần tài chính này thì cháu Lực sẽ nói lại một hai lần để cho rõ hơn cô bác. Hôm trước thì bác Vương Kim Thanh có gửi cho cháu Lực là 150 đô, là tương đương là 3.560.000. Đấy, trong đó thì cho anh 1 triệu và mua cái đèn năng lượng thì anh cũng đã hỏi giá rồi, là 1.250.000. Và anh đã mua một cái bàn nữa là 1.600.000. Đấy, và cái số tiền đấy không đủ thì bác có bảo cho anh là bác sẽ gửi thêm để cho các em là mua một cái bàn này và mua một cái đèn năng lượng mặt trời này nhá. Đấy, còn là bây giờ thì anh em mình đi. Đấy, mật ong thì để kia nhá, xong rồi tí anh cầm về cho. Có túi bóng không, để vào túi bóng cho anh đi. Bao tay thì đã hết chưa? Hà Sử. Bao tay thì đã hết chưa? Hết rồi à? Thế thì hôm nào anh lên thì anh lại mua bao tay lên cho nhá. Đấy, nếu mà hôm nào mà anh không có lên lên thì các em dùng đeo cái bao tay này vào xong là vắt ra nhá. Đấy, mà đồng thì nhìn rất là đẹp luôn này cô bác. Đấy, bây giờ thì mình đi vào mình lắp cái đèn đi. Cái đèn này thì mình phải để ở trên nóc ấy. Đó, bây giờ thì Sử mở đi em.
anh em mình lấy đi ra ngoài đi cho nó sáng nó rộng hơn. Cái tấm ma to ở dưới này sẽ là cái miếng mà năng lượng của nó ấy. Các em đã nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Cái đèn mà người ta mà để ở ngoài đường ấy, không cần điện ấy, nó cũng sáng ấy. Cái này là cái tấm pin của nó này. Cái này là cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, lúc nào mà có ánh nắng mà chiếu xuống đây ấy thì là nó sẽ sạc. Đấy. Và cái đèn này thì chúng tôi cũng đã hỏi được các bác nhá, là sạc được dùng được 8 tiếng. Đấy, còn đây là cái đèn của nó này. Đèn vào đầy đủ ốc luôn. Đây là cái điều khiển của nó này. Đấy, lúc mà mình muốn bật lên thì mình on này nhá. Tắt thì mình bật bật off này nhá. Đấy. Đây là cái mức độ mà sáng này, sáng mạnh này, sáng yếu này. Đó. Đây là cái auto của nó, đây là cái hẹn giờ của nó nhá. Cái này là max. Max của nó là sẽ là 8 tiếng. Nhá. Đây thì em có thể bật là này, 3 tiếng này, 5 tiếng này, và 8 tiếng này. Đói, và hết 8 tiếng này thì nó sẽ là phải sạc đã nhá, thì nó lại có pin nhá. Còn ở đây là những cái ốc của nó này. Đây, bây giờ em lắp cái điều khiển này vào đi, lắp cái pin này vào đi. Đây thì nó cũng có giấy bảo hành nhá. Đấy, cái giấy thì mình sẽ cất đi nhá. Bao giờ mà nó mà không có sáng đều ấy, mà nó không có được 8 tiếng ấy nhá, thì là bảo anh sẽ mang đi đổi nhá. Đấy. Đây là cái tờ mà mình dưới mà nó dùng này. Đây là hướng dẫn với lại tờ hướng dẫn lắp của nó luôn đấy. Cái này thì là một tí là mình sẽ phải trèo lên trên mái tôn đấy. Nhà lắp cái này đã. Đúng phải là xem cái hướng dẫn của nó đã không đó, mình biết là lắp được. Cái kim to đi đâu nhỉ? Kim to ấy. Kim to ấy. Kẹp.
chú ở trên cái quán kim không? Này sáng lắm ấy, nó phải dùng điện luôn ấy. Trên trèo lên trên nhá, xong là thò cái dây điện nó lên cái kia xuống nhá, đặt em đặt ở cái kia, đặt ở cái đinh kia, xong rồi dùng cái này hướng mắc đinh nhá, xong một tí bỏ cái dây nó này bỏ xuống nhá, nghe mắc này ạ. Giờ từ đấy lên à? Chào đưa anh lên nào. Có sao không đưa đây để anh cầm lên cho? Thật nhá. Sở ấy đang trèo lên kia để lắp ra. Để cho em đặt ở trên kia các bác ạ. Phải đặt giữa. Giữa cái ngôi nhà kia. Để ngôi nhà một chút nữa. Có lẽ là tóm được phải lên trên là xem hướng dẫn em mới đặt được các bác. Không mà tí lại cuột thì... Lên đường đấy à? Lúc em xử thì nhạy cân thì còn trèo đến cô bác. Chiếu vào đây này.
Đây đây này, nó ngắn rồi. Nó ngắn, nó quyền. Em học cái này điểm thế. Món đọc sạch chỉ. Như ở chỗ kia thì có được không? À? Được đúng không? Thò lên ra kia đúng không? Đấy, cầm cầm ra kia. Cái này à, lại cao quá. Phải thay đổi để điểm để đặt thôi cô bác ạ. À. Đấy đặt ra bên này một chút. Ta sẽ thò cái dây điện luôn này vào trong này. Đây là cái cửa đúng không Hải? Đây là cửa đúng không em? Dạ. Ôi ơi. Đặt ở bên trên cao không các bác? Sợ là cái nó lỗi chút cửa. Mày ơi, anh chạy là chút tâm. Chắc là chắc là không chạy anh thật. Ta đang hả? Ta đang hả? À. Được chưa? Bên trong cái điện nhá. Thế gì rồi? Thằng chưa? Thật đấy. Ý, thông nè. Từ từ nhá, từ từ kéo nhá. Tôn này à, nó được gắn lập rất lâu rồi các bác, cho nên là đi lên trên rất là ghê. Sẽ thấy cả cái nhà đúng không? Đây thì nó có thể điều chỉnh là điều chỉnh cao, điều chỉnh thấp nhé. Vâng. Đến nào, đến luôn.
Đấy, lắp ở góc bên này nó sẽ sáng cả nhà hơn cô bác, cho nên là cháu được em xử và quyết định là sẽ lắp ở đây cho em luôn. À, lấy cho anh một cái móc đi. À, lấy cho anh một cái cây cũng được rồi, sửa rồi. À? Lấy cho anh một cái cây cũng được rồi. Được không? Được. Cây, cho anh một cây. Cây à? Cái này là 100W luôn cô bác ạ. Đây là cái đinh này. Ra để mẻ thôi. Điều khiển nó ở đâu ạ? Kì chưa, đây, cất ra đi. Dưới nhà anh cắm điện ra. Nhưng mà nó chắc bây giờ nó chưa có điện đâu, nó phải sạc đấy. Đấy. Đây là nó đang sạc đấy, nó nhấn nháy đây là nó đang sạc đấy. Bật thế nào. On, on, đấy. À, chưa đang, nó đang sạc đấy. Cho nó sạc đấy. Thì lúc nào ấy, bây giờ nó đang sạc được có một vạch kìa. Đấy. Thì lúc nào nó phải được mấy vạch cơ. Đấy. Bây giờ thì mấy anh em sẽ ngồi nghỉ. Ngồi một lúc cô bác. Tốt đây cả môi rồi đấy nhỉ. Sứ hả nhỉ. Vâng. À, thì cũng cầm máy quay tốt đây cả môi rồi cô bác. Đấy, cắm máy quạt dùng một tí. Máy quạt có ok không? Có ạ. Có à? Đấy, một tối nay tí nữa thì sẽ sáng cả nhà luôn đấy. Cái này thì nó có thể nâng lên được nhá, biết nâng không? À. Đấy, vặn lên lên này. Cả hài nhá, đây này. Cao đấy. Thế nào? Ngồi nghỉ hơi một chút đã cô ạ. Đợi một tí là xem cho nó sạc một chút đã. Khá là mát quá. Cái đèn năng lượng mặt trời thì lên lắp ráp cũng rất là dễ thôi các bác. Lên và đặt cái tấm pin của nó này. Đặt cái tấm pin của nó xong mình cố định cho nó chắc vào. Xong thì mình dẫn dây điện vào và đóng đinh để cố định lại cái phần cái đèn này cho nó chắc. Một tí nữa thì nó sẽ sạc. Sạc một lúc đã. Cái kia thì đợi một tí nữa là nó sạc, cho nó sạc đầy cái đó nhá. Đấy, thưa các bác, bây giờ thì hiện tại là trời có thể gọi là sắp mưa rồi. Và cháu Lực cũng đã lắp đặt cho các em là xong rồi. Ngày mai thì cháu Lực sẽ lên là xem cho các em là xem có sáng không. Bây giờ thì hiện tại là nó đang đang sạc cô bác này. Nó hết pin sạch còn không có một vạch nào luôn. Bao giờ cái bóng xanh kia nó phải được 1, 2, 3, 4 cái chấm xanh thì nó mới sáng được. Bây giờ thì trời nó đang không có được nắng ấy, cho nên là sạc nó sẽ chậm hơn. Đấy, lúc nào mà trời nắng thì nó sẽ sạc là nhanh hơn. Hải thì mắt thì bị làm sao đấy? Không sao. Không sao được à? Đấy, anh tưởng lại bị lẹo tiếp rồi. Một tối nay thì có thể là dùng được rồi nhá. Con chúc bà gặp thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Con cảm ơn bà rất nhiều.
bà đã gửi số tiền mua bóng mua bàn và mua bóng đèn năng lượng. Con rất cảm ơn bà Vương Kim Thanh. Con cảm ơn bà Vương Kim Thanh. Con chúc bà thầy nhiều sức khỏe. Đấy, nó bắt đầu lên thứ hai rồi. Bây giờ em thử dùng cái đấy để bật xem là nó có lên không. Bật là on đấy. Nó sang sạc được có một cái rồi. Chưa lên đúng không? Đấy, chắc phải sạc thêm một lúc nữa thì cái bóng đèn này nó mới lên được. Vậy lên một vạch rồi, sử thử bật xem nào. Đấy, đấy lên rồi các bác này. Và bây giờ thì có thể nói là cái pin nó còn đang yếu, cho nên là nó sẽ không có được sáng mạnh cho lắm. Nhưng mà cái góc học tập của các em thì sẽ sáng rồi các bác nhá. Đấy, một tí nữa thì pin nó khỏe hơn thì là nó sẽ sáng hơn nhá. Đấy, bây giờ thì em thử bật cho em sẽ tắt xem nào. Đấy, đấy là tắt nhá, còn bật đây nào. Đấy rồi, còn cái chỗ này thì là hẹn giờ của nó nhá. Đây là sáng 3 tiếng nhá. Còn đây là sáng 5 tiếng nhá. Đây là sáng 8 tiếng nhá. Cái mark của nó là sẽ được 8 tiếng nhá. Đấy, nó sẽ được 8 tiếng luôn nhá. Đấy. Đấy, không dùng đến thì mình tắt nó đi nhá. Để cho nó sạc nhá. Như ở kia thì nó sạc được bao nhiêu thì mình cũng đã biết rồi đấy nhá. Nó ở kia nó sẽ có 4 cái bóng đèn là bóng đèn màu xanh nhỉ. Bao giờ nó sáng hết, bây giờ nó sáng đủ 4 cái bóng đèn màu xanh ấy. Thì nó đang đủ pin rồi. Bao giờ mà nó cái bóng đèn màu đỏ kia thì là nó hết pin nhá. Đấy. Cái ngôi nhà của các em cô bác có một cái bóng điện là đèn ngôi nhà của các em sẽ có thêm một cái bóng đèn năng lượng mặt trời vào như này thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho ngôi nhà của các em sẽ sáng hơn. Và thứ hai sẽ là giúp các em là tiết kiệm điện hơn đấy nhá. Ở đây thì hàng tháng mình vẫn phải đóng tiền điện đúng không? Đấy, một tháng thì đóng bao nhiêu nghìn? Tháng đóng 5.000 tiền điện à? Đó. Có cái bóng đèn này vào thì các em hạn chế là dùng cái bóng đèn điện lớn đấy nhá. Rồi thì mình sẽ trả tiền nó sẽ ít hơn. Đấy. Còn bây giờ thì ở bên ngoài thì cháu Lực cũng đã nghe thấy sấm rồi các bác. Chắc là một tí nữa mưa sẽ rất là to. Cho nên là cháu Lực sẽ phải là di chuyển đi về nhà sớm hơn các bác, sẽ không ở lại với các em là thêm lâu hơn. Một tí mưa thì để đường về nó rất là sợ, cho nên là cháu Lực sẽ tranh thủ là đi về sớm hơn một chút. Còn cái mật ong kia thì anh sẽ mang về là bán cho các em nhá. Đấy. Bây giờ thì cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa, ngày mùng 7 tháng 8 thì cháu Lực có nhận được một cái khoản của bà Vương Kim Thanh, là bà gửi cho cháu Lực là 150 đô, đổi ra tiền Việt là 3.560.000. Thì cháu Lực đã mua cái bàn này là đi mất 1.600.000 rồi, và mua cái bóng đèn năng lượng mặt trời này là 1.250.000, và bà có trích cho cháu Lực là 1.000.000 để cho cháu Lực làm mà tiền xăng để đi lại cô bác. Cháu Lực thay mặt ba ông cháu cảm ơn bà Vương Kim Thanh, chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã có một cái tấm lòng rất là cao cả. Ông thì bây giờ đang nhìn ở cái góc này, nhìn cái bóng đèn kia sáng của bác, nhìn là có thích không? Ngài và ngài chứ? Cái ngài đấy. Đấy, bạn đây mi bóng điện bên này đấy, chẳng ham đâu dùng chẳng văn dùng tiết kiệm bóng điện lưới này nhá. Đấy, bật cái bóng điện bài lấy lùng đấy pẹt chư đồng hồ. Đấy. Sạc bát đây để pẹt chư. Này lấy đi xe hạc sạc xe. Đâu bà tốt đi để ta lấy đi hạc sạc nào. Dễ không? Đấy. Vừa rồi cháu Lực cũng nhắc nhở ông và một số điều về cái bóng đèn kia. Như Hải với Sử thì không ở nhà thì chỉ ông là dùng nhá. Đấy. Bây giờ thì trong nhà các em thì cũng có khá là nhiều đồ điện đấy nhá. Cho nên là phải cẩn thận nhá. Đi ra ngoài thì phải khóa cửa vào nhá. Không thì lại mất đấy nhá. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực không xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi các bác. Hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.